Trận đấu đầu tiên của bảng O là trận đấu giữa Pham 1 và Ít Cảnh Long nha mọi người. Em bắt được hơi trễ. Ít Cảnh Long đã bị dính trùng, Ít Cảnh Long còn một mạng hồi sinh của mình. Lại tiếp tục bị dính trùng rồi. Chắc chắn là chiến thắng sẽ dành cho Va 1. Xin chúc mừng Va 1 đã ghi được 3 điểm đầu tiên trong bảng đấu này. Xin chúc mừng Va 1. Trận đấu thứ hai của bảng O sẽ là trận đấu giữa Long Giang và Thế Kiệt. Thế Kiệt là một boss tên túc ở phía bên tay phải của mọi người. Long Giang là một tiêu gia ở phía bên tay trái. Thế Kiệt đã bị dính hai cái chân trùng rồi ạ. Vẫn còn một hiệu ứng chân liên trên người của Thế Kiệt ạ. Chỉ chờ điều kỳ tích xuất hiện trong cái lần hồi sinh, Lâm Giang đang tiếp cận để mà đặt bẫy. Nhưng mà chưa chết đã bị dính một cái chân liên rồi ạ. Rất là bất ngờ luôn ạ. Sắp lóc đi, nó bị sạch nguồn rồi. Sắp lóc ít anh không? Long Giang tính toán rất là hay nhưng mà nước đi này là không tính tới rồi. Xin chúc mừng Thế Kiệt đã giành chiến thắng và ghi được 3 điểm cho mình. Xin chúc mừng Thế Kiệt. Trận đấu thứ hai của trận đấu tiếp theo của Long Giang của bảng N ở bảng O. Long Giang và Va 1. Long Giang và Va 1 nha mọi người. Pham là ở phía bên tay phải của mọi người, Long Giang là ở phía bên tay trái. Long Giang đã bị dính hôn mê rồi ạ. Chuẩn bị làm một pha bắt cội Xuyên Dương và Bác Môn Kim Tả. Một cái ám khí kinh đào nhưng mà rất là hay, đã tàng hình né được rồi ạ. Long Giang đã bị dính một cái trùng lâu liên và một cái chân ngọc. Wow, Pham chỉ còn một máu thôi. Long Giang đã nằm xuống rồi ạ. Pham chiến thắng với một chưa Pham, Long Giang chưa chết ạ. Cả hai đều đã nằm xuống cùng một lúc. đây là một trường hợp lần đầu tiên xảy ra. Đây là một trường hợp lần đầu tiên xảy ra. Rất là hay, mình cứ tưởng là Long Giang chết rồi nhưng mà chưa chết ạ. Đúng là kỳ phùng địch thủ nha mọi người, cả hai là phe đối địch của nhau ở server Thanh Long. Hình như Hòa là mỗi người sẽ được 2 điểm thì phải, để mình xem nào. Để mình xem luật lệ nha, hình như là Hòa là mỗi người 1 điểm. Bây giờ cả hai đều
Đúng là một trận đấu rất là hay luôn à. Để mình xem nhá, thể lệ nhá. Thắng 3 điểm, thua 1 điểm, hòa 1 điểm, cả hai được 1 điểm. Hà là cả hai được 1 điểm. Như vậy là cả hai sẽ được 1 điểm. Ok. Rồi, trận đấu tiếp theo của bảng O sẽ là trận đấu của Ít Cảnh Long và Thế Kiệt. Thế Kiệt là người combo trước. Một cái chân liên. Đây là xin thoát nha mọi người. Cả hai tên túc đều có hai mạng cho mình. Đến lượt Ít Cảnh Long bị dính chung à. Trận đấu rất là hấp dẫn luôn, bạn đấu này trận nào cũng hấp dẫn cả. Cả hai đều đã tàng hình. Wow, Ít Cảnh Long giành chiến thắng với chỉ một chấm máu. Xin chúc mừng Ít Cảnh Long đã ghi được 3 điểm cho mình. Trận đấu giữa tuyển thủ Pha Một và Thế Kiệt của bảng O. Bảng này rất là hấp dẫn nha mọi người, bảng này ai cũng có cơ hội đi tiếp cả. Cả hai tuyển thủ vẫn chưa gặp nhau. Đã gặp rồi ạ. Wow, pha một nổ rất là kinh luôn, nổ một hai cái đớn gì đó. Xin chúc mừng Pha 1 đã giành chiến thắng và ghi được 3 điểm cho mình. Tổng số điểm tích lũy của Pha 1 đang là 7 điểm. Xin chúc mừng Pha 1. Trận đấu cuối cùng của bảng O. Long Giang đang giữ thế thượng phong rất là... Wow, một pha nhảy. Long Giang và Ít Cảnh Long. Rồi, đã lăn lên rồi à. Một pha hôn mê. Bây giờ Ít Cảnh Long đang hút nộ của Long Giang à, chuẩn bị cắt ngô công. Cả hai đều xả két. Đây là một điều ám khí đến từ Ít Cảnh Long. Cả hai tuyển thủ đang né nhau. Ít Cảnh Long đã bị dính chân hai nhưng mà Long Giang đã bị dính một cái chân dớ rồi à, rất là đen luôn à.
Xin chúc mừng Yết Cảnh Long đã giành chiến thắng và ghi được thêm 3 điểm cho mình, nâng tổng số điểm lên là 6 điểm. Xin chúc mừng Yết Cảnh Long.